Hôm nay thì mọi người hãy cùng với mẹ Cam làm món bánh croquet khoai tây thịt thơm mềm bên trong, giòn rụm bên ngoài nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một củ khoai tây như thế này, củ vừa thôi, không cần to đâu. Bởi vì là chỉ với một củ nhỏ nhỏ như thế này thì mình đã làm được khoảng 8 cái bánh rồi. Sau khi gọt vỏ xong thì mình sẽ cắt thành từng khoai như thế này. Mục đích của việc cắt chỉ đơn giản là để giúp quá trình hấp được nhanh hơn thôi. Bây giờ thì mình sẽ xếp khoai tây vào khoái sửng và sau đấy thì đem đi hấp. Giờ mình cho nước vào nồi, cho sửng hấp lên và hấp chín khoai tây. Thông tin về bộ nồi sửng hấp này thì có ở trong phần mô tả mọi người nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một miếng thịt thăn heo. Thịt thăn hoàn toàn không có rắt mỡ, gân gì hết. Và kích thước của nó thì nhỏ hơn củ khoai tây nhé. Mình sẽ thái lát nó ra theo chiều ngang của thớ thịt. Bây giờ thì mình sẽ dùng một miếng cà rốt nhỏ, mình sẽ cạo phần vỏ của nó đi và cắt nhỏ ra. Mình sẽ băm cho nó nhỏ ra một tí để cho bé dễ ăn. Bây giờ thì mình sẽ cho phần thịt vào cối xay. Thông tin cối xay thì mình đã để ở phần mô tả. Rồi mình cho cà rốt vào và xay cùng luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước để xay thịt được mịn hơn. Đấy, bây giờ thì thịt rất là mịn rồi mọi người ạ. Mọi người có thể thấy nhá. Mình cho mọi người xem này. Em bé nhà mình thì còn ít răng, chưa thể nghiền kỹ được thức ăn, cho nên là mình sẽ xay mịn một tí cho bé dễ nhai. Khi mà mình vừa xay xong thịt thì khoai tây cũng đã chín rồi. Mình sẽ cho khoai tây ra và nghiền mịn luôn lúc còn nóng nhá. Bởi vì là nghiền lúc này thì sẽ dễ nghiền hơn ý. Ok, mịn như vậy là đạt rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một củ hành khô, băm nhỏ ra và đem đi phi thơm để mình chuẩn bị xào thịt nhé. Bây giờ mình đổ phần thịt vào và xào thật kỹ cho thịt chín luôn. Tuy nhiên thì mọi người cũng biết là nếu mà thịt xay mà mình xào trực tiếp như vậy thì nó sẽ bị vón cục. Cho nên là khi mà xào xong thì mình đem đi xay lại cho nó mịn. Bây giờ mình cho phần thịt vừa xay vào với phần khoai tây vừa nghiền lúc nãy và mình sẽ trộn đều chúng với nhau. Mình sẽ dùng găng tay cho dễ trộn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tay tạo thành từng viên hình tròn. Trước khi vo viên thì mình có bóp kỹ một tí như thế để cho viên nó chặt lại, không bị bở ra. Mình sẽ làm lần lượt cho đến khi hết. Mình sẽ dùng một cái chảo đổ dầu vào cho nhiều một tí và sau đấy thì đun sôi dầu lên. Ở đây thì mình có chuẩn bị một bát bột mì khô, một bát trứng, bé dưới 1 tuổi nên mình dùng mỗi lòng đỏ thôi và một bát bột chiên xù. Bây giờ mình sẽ lấy từng viên khoai tây, mình lăn qua lớp bột mì trước, sau đấy thì đến trứng và cuối cùng là đến bột chiên xù. Mình cho vào chảo và chiên ở lửa nhỏ nhất.
Và mình thấy là mọi người có thể lăn như thế này thì nó sẽ nhanh hơn, tiện hơn và cũng đều hơn nữa. Cái tiếng nhạc nền mà mọi người thường nghe là cái tiếng từ cái xe tròn tập đi của bạn Cam ý. Đây, và sau khi chiên xong thì thành phẩm đã ra rồi đây. Mẹ thấm bớt dầu đi trước khi cho con ăn nhá. Bây giờ mình sẽ bẻ thử ra cho mọi người xem cái phần ruột ở bên trong nhá. Cái vỏ bên ngoài thì nó rất là thơm, rất là giòn. Và cái ruột bên trong thì mềm mà lại thơm mùi thịt ý. Đây, nó mịn như thế này cho nên là các bé cho dù là ít răng thì vẫn ăn được nhá. Bạn Cam có vẻ là rất là thích món này luôn đấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mẹ Cam. Chào tạm biệt mọi người.